Em xin chào tất cả các bác nhé. Trong thời gian này thì em nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bác mới chơi. Có hỏi em là về tất cả những vấn đề nhân quy, nên là em cũng không có trả lời hết được. Nên hôm nay em sẽ lên một video để cho tất cả các bác cùng xem và tham khảo nhé. Trong video hôm nay thì em cũng xin được nói trước là trong việc nhân quy, mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau. Trong việc nhân quy này không có ai đúng ai sai, chỉ có là ai nhân như thế nào và như thế nào cho nó hiệu quả thôi. Nên là các bác xem thấy không giống các kênh khác vẫn đang làm thì các bác cũng đừng có gạch đá em nhé. Đây là cách làm riêng của em nên là chắc là sẽ không giống ai, bởi vì em đã làm như thế này cách đây mấy năm rồi, em thấy nó khá là hiệu quả. Trước khi vào vấn đề, em sẽ cho các bác cùng xem những thành quả mà em đã nhân quy bằng phương pháp này. Trước mặt các bác đây chính là một chậu quy phi điệp tím quy 52 các bác nhé. Đây là quy 51, nó chỉ dài nhiêu đó thôi. Và cái thân già của nó đây, bé không tưởng luôn. Khi chúng ta mới chơi ấy, thì những thân già dù bé nhất thì chúng ta vẫn muốn là tận dụng hết để nhanh có giống, đúng không ạ? Nên là em cũng như vậy. Em là một cái mẫu thân già bé xíu xiu luôn để em nhân quy. Và để trong quá trình nhân quy thành công từ một cái mắt nó siêu nhỏ như vậy thì chúng ta rất cần những giá thể ban đầu cho nó có độ ẩm tốt nhất. Đây là thành quả sau 2 năm của em đây, cho các bác cùng xem nhé. Đây là quy 52 đây các bác. Quy 52 mà nó nở hoa như thế này thì nó là một điều rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Nhưng em cũng không biết là tại sao nó lại ra vô vàn quy như thế này trên thân. Em không có kích choác gì cả. Và các bác để ý sẽ thấy này, bộ phận gốc mà em đã dùng để ươm quy, đây chính là những viên nén sơ dừa mà em vừa thực hiện ngâm đấy các bác. Những viên nén này các bác chơi lan thì cũng biết rồi, sơ dừa với rêu sâu là hai loại giá thể giữ ẩm khủng khiếp nhất trong tất cả các loại giá thể, có thể gọi là siêu giữ ẩm luôn, vì nó giữ ẩm cực kỳ tốt. Nên là em đã áp dụng rất là nhiều để nhân quy, mặc dù rất là ít ai chia sẻ về cách dùng cái giá thể này. Đây, những cái giá thể này của em đây nó mục rồi vì em nhân rất là lâu rồi này. Nó được 2-3 năm, khi mà quy nó lớn thì cái này cũng đã mục. Đây, em đây cũng có những quy này. Tất cả quy em đều dùng giá thể sơ dừa các bác nhé, vì em thấy mức độ giữ ẩm của nó rất tốt và nó cũng không có bị úng như rêu rừng. Đó. Về những chiếc sơ dừa này thì nó cũng rất là rẻ thôi. Em mua có 1.000 một viên là em mua lẻ đấy. Nếu mà các bác mua trên Lazada, Shopee thì nó sẽ rơi vào 100.000. À, 70.000 được 100 viên các bác nhé. Đó, đây là những viên nén sơ dừa ươm quy thì có thể gọi là cực kỳ là đẳng cấp rồi, rất là tốt. Và đồng thời cũng có một số bác hỏi em là nhân quy đã phát triển như thế nào rồi, cập nhật tình trạng quy, thì hôm nay em cũng cập nhật luôn cho các bác cùng xem nhé. Và đây là những quy mà em bỏ trong hộp giấy em ủ đấy, cho nó thiếu nắng thì nó lên quy như thế này đấy. Nó và những phần này là phần chúng ta chích này, có những quy nó thối đó, cũng thối khá nhiều quy các bác. Đây các bác có thể thấy đây, những phần chích này, đây nó, đây là những mẩu mà chúng ta phun đây, ra quy thì nó đã mọc hẳn ba cái rễ như là cái răng sữa các bác. Đây, nhìn giống như là răng sữa vậy. Tất cả quy đều ra rễ nhá. Đó. Đây các bác có thể thấy đây ạ. Cái vấn đề ra rễ bây giờ nó không còn là một cái vấn nạn nữa. Các bác lại tưởng những cái mẩu quy bé thì nó thiếu dinh dưỡng thì nó ra rễ, còn đây mẩu quy đơn đây, rễ này các bác nhìn thấy không ạ? Nó đang ra rễ.
và còn những bộ phận kích trên thân nó cũng ra dễ tương đương như vậy các bác ạ. Đây là những cái ki nó mọc tự nhiên này. Đây, không có cái nào gọi là không ra rễ, nó chỉ là chưa ra rễ thôi các bác nhé. Đó, rất là nhiều bác đau đầu vì vấn đề ra rễ này. Thế nhưng bây giờ thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé, ra rễ nó không phải là vấn đề khó đâu. Nếu mà chúng ta dùng đúng thuốc đủ liều thì nó ra rễ rất là nhanh. Đây, những cây nó khỏe, nó lực như thế này mà nó vẫn ra rễ ầm ầm đây. Cây này thì nó không ra hoa nhưng nó ra kỳ, nó khỏe như thế này mà. Đó, rất là ok đúng không ạ? Đây, cái cây phú thọ của em đây. Thông thường các bác bảo là khi để nó thắt ngọn mới làm ki thì nó sẽ ra hoa rất là nhiều. Thế nhưng em làm có 3 ki, nó ra ki hết này. Và đồng thời cũng ra rễ luôn này. Đó, về cách làm ki phú thọ thì nó rất là đơn giản. Nó sẽ liều lượng thuốc chúng ta sẽ pha nó nhạt hơn là 5 cánh tráng HO là nó sẽ ra ki ngay, nó không có gì khó đâu các bác. Nên là chúng ta chỉ cần làm thao tác đúng đủ là nó sẽ ra ki. Còn đối với cây HO thì liều lượng thuốc nó sẽ nhiều hơn mà nó vẫn sẽ ra ki, nó không siêng hoa như là cây phú thọ. Đây, đằng này đây, nó ra đây, ra ki đến đâu là mọc rễ đến đấy luôn, rất là ok. Đây, bên này cũng có này, những cái ki trên thân này bây giờ ki nó rễ nó dài hơn cả ki đây, quá dài rồi các bác. Ok, vậy là vấn đề ra rễ cũng đã được giải quyết. Thế còn vấn đề trồng nó cũng là cả một vấn đề đấy các bác. Khi mà chúng ta trồng ở một cái gia thể nó mà không tốt, không giữ ẩm tốt, hoặc là nó bị sốc cây, nó sẽ dẫn đến tình trạng là thui đầu rễ. Lúc đấy thì ra rễ sẽ khó gấp đôi là ban đầu nhé. Ban đầu thì nó sẽ ra rễ nhanh hơn là khi mà chúng ta để hỏng rễ rồi chúng ta mới kích lại thì nó sẽ rất là khó. Đây, em đã trồng thử cây hoàng thảo u lồi, trồng xuống một cái rọ như thế này, rễ quá là ok đúng không ạ? Bên dưới này các bác có thể nhìn thấy được không nhỉ? Đó, rễ xanh đang bán chi chít này. Đó, rất tuyệt vời. Thế nhưng lại rất ít ai để chia sẻ các bác dùng cái giá thể này nhé. Và trong việc làm rễ của ki hoặc là mầm gốc thì em cũng có nói rất là nhiều rồi. Nếu mà chúng ta có đủ thời gian thì chúng ta có thể chia ra 2 lần tưới vào một tuần. Ví dụ như thứ hai chúng ta tưới nha đam cộng với B1 hoặc là N3M, một trong hai thôi nhé. Liều lượng thì chúng ta sẽ sử dụng 1 lít nước, chúng ta chỉ dùng tầm 2 ngón tay nha đam cộng với 2g N3M. Một tuần chúng ta có thể tưới 2 lần. Thứ hai tưới nha đam cộng với N3M. Còn thứ 5 hoặc thứ 6 thì chúng ta sẽ tưới PSH Chí Việt. PSH Chí Việt thì nó là những loại phân thuốc hữu cơ, nó được tổng hợp rất là nhiều loại rồi nên là chúng ta sẽ không cần pha chế gì, chúng ta chỉ cần pha với nước rồi chúng ta tưới thôi, rất là đơn giản và tiện lợi đúng không ạ? Đó, chỉ cần một tuần chúng ta tưới được 2 lần như vậy, tầm 2-3 tuần là chúng ta thấy vườn lan của chúng ta khác biệt hoàn toàn. Mọi vấn đề dễ riết được giải quyết hết, không có gì là quá nghiêm trọng cả. Không cần phải B12 rồi là những loại thuốc siêu đắt tiền như là Biorot 0-1-1 cả. Đó là những cái nó rất là đắt tiền. Khi mà lan ở mức độ đỉnh điểm nó giá rất là cao thì chúng ta mua những cái đấy thì nó rất rẻ. Thế nhưng đối với bây giờ ấy, lan nó rẻ rồi, chúng ta mua những cái đấy thì nó là quá đắt so với việc chơi lan của chúng ta. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào thao tác trồng ki nhé. Khi mà ki nó còn bé như thế này, đó, chúng ta trồng vào những cái giá thể. Để bắt đầu trồng thì chúng ta sẽ bóp cái nhé sơ dừa này của chúng ta ra rồi để cho nó nhúng nước, no nước rồi thì nó sẽ bung ra to như vậy này.
và chúng ta sẽ trồng trồng xuống chậu. Chậu gì thì các bác có chậu gì chúng ta trồng chậu đấy thôi. Và giá thể thì em bây giờ ấy, em đang chuyển qua giá thể than rồi, em không còn dùng vỏ thông nữa nên là em sẽ trồng bằng than. Còn các bác có vỏ thông thì các bác cứ trồng bằng vỏ thông thoải mái nhé. Đó, và chúng ta sẽ đặt như vậy này. Các bác lưu ý nhé, các bác đừng có gắn ki lên trên này nhé. Gắn ki lên trên này cũng được thôi, thế nhưng mà chúng ta tưới rất là cực, vì lúc tưới ấy, nó chỉ ướt qua bên ngoài, nó không ướt vào phần giá thể bên trong nên là nó sẽ hơi bị thiếu nước đấy các bác. Đó, đấy là những cái lưu ý mà trước đó em đã mắc phải, rất là nhiều ki bị khô. Đây, bây giờ chúng ta sẽ trồng nó như thế này và chúng ta sẽ bỏ khúc ki của chúng ta xuống giữa như thế này. Vì không có giá thể nên là cái rễ của nó đã chổng ngược lên rồi. Đó, ok chưa ạ? Đấy, quá là đẹp luôn. Với cái giá thể nó mềm như là cái viên nén sơ dừa này thì hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề bị hỏng rễ khi mà nó đâm xuống giá thể nhá. Vì cái giá thể sơ dừa này nó rất là lành tính. Cái giá thể này là dùng trong công nghệ thủy canh cao cấp cơ. Thế nhưng chúng ta dùng vào việc trồng lan, nó cũng là một trong những công việc rất khá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Vì nó giúp chúng ta giữ ẩm tốt này, dưỡng bộ rễ rất là tuyệt vời, không cần cố định nhiều, rất là đơn giản. Vì em làm nó hơi gấp nên là giá thể sơ dừa này nó vẫn chưa có nở hết cỡ, nên em chỉ làm một chậu mô hình cho các bác tham khảo thôi. Còn lại thì lát nữa em sẽ trồng sau. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem là vấn đề trồng bằng than củi nó hợp như thế nào đối với cây lan nhé. Cây than này nhìn nó khô khốc như vậy thôi mà rễ bám đến đâu là nó xanh rễ đến đấy, hoàn toàn không có hiện tượng bị thui đầu rễ các bác ạ. Đây, em có đặt một khúc than ở đây. Thì bây giờ đây, nó đã ra, nó bám chắc hết lên để chẳng chịt hết này. Nếu mà một loại giá thể mà nó không ưa thì rất là khó để cho nó bám như thế này, bám tứ phía luôn, bây giờ không nhấc ra được. Đấy, có thể kết luận với các bác là than củi cực kỳ phù hợp với phong lan các bác ạ. Giá thành rẻ, độ bền cao, ít nấm bệnh, ít côn trùng, rất là hoàn hảo đúng không ạ? Đó, đấy là những cái chia sẻ cá nhân của em. Còn các bác nghe ở đâu và những cái giá thể than nó trồng lâu chết cây này nọ thì em cũng không biết, vì em mới áp dụng nên là em cũng không có dám chắc khẳng định là vấn đề đấy là không xảy ra. Thế nhưng em trồng được khoảng 2 năm nay thì em thấy rất là ok rồi. Và bây giờ cho các bác thưởng thức hoa năm cánh trắng một chút nhỉ. Đó, đây là cây trắng xưa này, hoa rất là đẹp, hoa to. Thế nhưng cái dòng công nghiệp mà hoa đẹp thế nhưng không có mùi hương, đấy là những cái mà em không thích mấy ở mấy cái cây công nghiệp này. Và video chém gió hôm nay cũng hơi dài, em xin phép xuống video tại đây nhé. Nếu mà các bác thấy video hay hữu ích thì các bác đừng quên để cho em xin một like, một đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh nhé. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo nhé.